Chào mừng bạn đến với phần 4 cấu trúc website của khóa học SEO Mastermind. Thì trong phần này mình sẽ hướng dẫn cho bạn là cách bạn bố trí phân bổ từ khóa ra như thế nào, các bạn cách bạn từ cái bộ những bộ từ khóa như vậy bạn thiết lập lên website bạn làm ra sao, rồi mình sẽ nói luôn cho bạn là bạn nên làm cấu trúc gì, và mình cụ thể luôn trong phần này mình sẽ nói khá là sâu về cấu trúc silo để rồi bạn có thể phát triển cái nền tảng website của bạn ở trên dựa trên cái cấu trúc silo, và cũng như rằng đó là nói cho bạn một số tư duy khi bạn ngồi bạn thiết kế cấu trúc website. Rồi chúng ta bắt đầu thôi nè.